để yêu thương khách hàng. Chúng ta không thể xem khách hàng là kẻ thù hay là đối thủ của chúng ta, mà chúng ta phải yêu thương khách hàng. Và ai có cái tình yêu thương đối với người khác ở trên mặt đất này, một cái người bình thường thì không thể nào có một cái tình yêu đặc biệt được. Cho nên nếu chúng ta biết rằng bất kỳ cái sự giao tiếp nào với những người như thế nào, chúng ta đều học được một điều gì ở họ, bất kể là họ làm việc trong lĩnh vực gì, cấp bậc như thế nào, và chúng ta có một cái tinh thần yêu mến họ, thì chắc chắn các anh chị sẽ học rất nhanh. Còn nếu như mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ tìm tới những người có khả năng mua hàng của chúng ta, thì nó chỉ đáp ứng được một vế của vấn đề. Cho nên chúng ta phải yêu mến người khác là như vậy. Một cái chuyên gia bán hàng giỏi luôn luôn là người có khả năng biến người khác từ đối tác trở thành bạn bè. Buôn có bạn và bán có phường. Cùng một sản phẩm, cùng một dịch vụ, người ta sẽ chọn làm ăn với người mà họ xem là bạn bè. Bao nhiêu người trong chúng ta ở đây đã biến khách hàng của mình thành bạn bè, giơ tay lên. Chưa hả? Toàn là cãi không ạ? Hả? À không đồng ý, xin mời anh phát biểu. Thưa thầy, em thấy làm alo. Dạ anh cứ nói tự nhiên, mọi người vẫn nghe. Em thấy làm ăn với người thân không bằng làm ăn với người ngoài. Làm ăn với người thân không bằng làm ăn với người ngoài. Người thân ở đây ý anh là người có quan hệ gia đình. Gia đình và cũng như bạn bè thân. Vâng. Thầy nói như vừa nãy là em phản đối. Vâng. Nếu tất cả mọi người ai phản đối thì giơ tay lên. Ai không đồng ý với ý tưởng là biến người khách hàng của mình thành bạn thì giơ tay lên. Còn tôi hiểu cái vấn đề của anh, tôi sẽ đi vào cụ thể sau. Ai nghĩ rằng vẫn đặt mình bên kia chiến tuyến với khách hàng chúng ta mới thành công? Không. Tôi hiểu ý của anh có thể cho một cái ví dụ anh gặp phải trong cái giao dịch của anh, tôi sẽ giúp anh khắc phục cái việc đó. Ví dụ như em làm ăn với những người thân. Vâng. Những tình huống và những người mà gọi là qua mặt em. Vâng. Người em. Dạ. Yeah. Là 99% người thân. 99% người thân. Thế thì họ đâu có thân. Tại vì họ thân. Mất cảnh giác bị họ lừa. Vâng. Còn người lạ không lừa được. Vâng. Rồi tôi hiểu vấn đề của anh. Cảm ơn anh. Chúng ta cho tràng pháo tay cho phần phát biểu của anh. Đây anh nhấn mạnh rằng do anh chủ quan người thân cho nên lừa anh. Cái trường hợp của anh nó không dính dáng tới cái ý tôi nói biến cái người lạ thành người thân của mình. Bởi vì họ lừa anh thì cho dù người thân hay người lạ vẫn có khả năng thực hiện nếu như anh không cảnh giác bằng những phương pháp quản lý. Nhưng cái ý tôi muốn nói rằng một người khách hàng có thiện cảm và xem mình là bạn thì luôn luôn anh có cái thuận lợi trong vấn đề kinh doanh. Còn cái việc mà chúng ta không quản lý được cái giao dịch này nó thuộc một cái nhóm kỹ năng khác. Cho nên tôi giúp anh ở chỗ đó, vì cái trải nghiệm đau thương của anh với người thân cho nên anh rất dễ đi đến kết luận là làm ăn với người ngoài dễ hơn. Nó cũng có một phần trách nhiệm của chúng ta. Đây là người thân nhưng mà thôi thân sao cũng được, cứ để đó là anh tiêu. Tôi không có nói ý đó. Tôi chỉ nói là biến khách hàng thành người bạn của mình và vẫn phải áp dụng những cái phương pháp để bảo vệ cái giao dịch của anh. Có lẽ anh thiếu cái đó và anh chủ quan cho nên anh bị vài cái chuyện nó không hay như vậy. Vâng. Rõ ràng nếu bây giờ giữa anh và anh bạn ngồi kế bên, anh đang bán cái máy tính đó, anh bạn cũng bán cái máy tính đó mà anh đó là bạn thân của tôi mua của ảnh chứ làm sao tôi mua của anh được. Đó là một cái rất là make sense, đúng không? Cái ý của tôi là như vậy. Thành ra là chúng ta sẽ yêu thương khách hàng và đặt cái mục tiêu phải nâng tầm cái mối quan hệ lên. Ai có khoảng 10 người khách hàng trong khán phòng này, chúng ta giơ tay lên 10 người khách hàng. Rồi, cũng có nhiều. 10 người đó các bạn có nhớ họ sinh ngày mấy không? Chắc hơi quên, phải kiểm tra lại để coi database thế nào. Bao lâu rồi bạn chưa liên lạc với họ? Chắc cũng cũng lâu lâu rồi, mãi đi đâu đó, ha. Rồi, đấy. Ý tôi muốn nói là bạn xem một người bạn thân như thế nào thì hãy đối xử với cái người khách hàng của mình như vậy. Và chúng ta sẽ có được cái sự tốt đẹp, kết quả tốt đẹp từ cái việc mà chúng ta nâng cấp cái mối quan hệ của chúng ta. Và cái điều này nói thì dễ nhưng mà thực hiện nó khó.
Nó khó ở đâu? Nó khó ở chỗ là chúng ta ít có khi nào mà yêu mến người khác một cách vô điều kiện lắm. Chúng ta nhìn một người thì người này phải thỏa mãn một số điều kiện trong tiềm thức của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể yêu mến người này. Còn bình thường nói mà yêu một người thì nó khó. Nó khó. Dĩ nhiên tôi không nói tới tình yêu trai gái thì nó rất là rõ ràng rồi, nhưng mà trong cái mối quan hệ bình thường với người khác đó, cho đến khi bạn nhận thức được người này cũng như mình, cũng thích hạnh phúc và ngại khổ đau, cũng có những cái nhu cầu được thành công, tất cả những cái khát khao của người này cũng tương tự như mình, và mình tôn trọng cái điều đó, thì mình sẽ hiểu được là mình nên yêu mến người khác, bởi vì họ giống mình, họ cũng là loài người chứ không phải loài gì đó. Cho nên chúng ta yêu mến họ. Và khi cái tư duy của chúng ta như thế này, khi các bạn có một cái sự yêu mến người khác thì các bạn toát lên cái tư tưởng của bạn, nó sẽ thể hiện ra ngoài hành vi và người khác cảm nhận được. Còn trong bụng chúng ta nghĩ một đường mà bên ngoài chúng ta thể hiện một nẻo thì người ta cũng cảm nhận được. Bộ não của con người rất nhạy, hơn cả tia laser, gì chút xíu là biết ông này thích tôi hay ghét tôi. Chỉ nhìn vài giây thôi là biết được. Cho nên nhiều người người ta có một cái ánh mắt gọi là mê hồn đó. Nhìn một cái thôi là rụng rời ha. Ý tôi muốn nói là cái chúng ta, con người chúng ta rất là nhạy cảm trong việc hiểu người khác. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình không yêu mến khách hàng mà mình có thể nói anh em hâm mộ anh lắm, anh em yêu mến anh hết tất cả. Mà trong bụng chúng ta đó, thằng cha này mà không ký con gái là biết tay tôi. Là khách hàng cảm nhận được. Cái người bán hàng là phải thật, không có con đường tắt nào cho những cái không thật từ người bán hàng mà có thể giúp họ thành công.